xa xăm như những ngang dài dài và câu thơ hay đem Chúa đến mọi miền và làm tình yêu vô biên. Đức Kitô đang sống trên trang trên thập giá, những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về cảm nhận người ấm lòng thương xót và tình yêu. Vâng, và tiếp sau đây xin kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức điệu múa Cho Con Thấy Chúa qua sự thể hiện của giáo xứ Thục Thiện. Xin chào tất cả các bạn nhé. Nhạc to quá mình không nói được. Hiện tại mình đang có mặt tại giáo xứ Trung Đồng thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Hôm nay là ngày 22 nhưng mà giáo xứ Trung Đồng tưng bừng khai mạc Giáng sinh năm 2020. Lạy Chúa, xin mở mắt con để con biết bao kỳ công Chúa ban tặng cho chúng con. Xin cảm ơn tiết mục múa rất uyển chuyển mềm mại của giáo xứ Trung Đồng, khá nhiều hang đá to quý vị. Kính thưa quý cha, kính thưa quý cộng đoàn, mình có nghĩa là kỳ diệu, thần kỳ. Châu mang một vẻ đẹp tinh khiết sáng, kết hợp lại Minh Châu cũng là viên ngọc linh thiêng của một vùng đất linh thiêng. Vâng, chính nơi này là một vùng đất kỳ linh thánh, nên đã dệt nên biết bao con người quả cảm trong đức tin mềm dẻo của bàn tay khéo léo
tiếp tục là với những giọng ca thánh khúc, ca tụng ngôi đời nhập thể. Và giờ đây xin mời cộng đoàn cùng thưởng lãm tiết mục hát múa khúc ca Noel qua sự thể hiện đến từ tân giáo xứ Linh Châu. Quý vị thấy hang đá ở đây rất là lớn và điện đàn kia rất là đẹp. Bồ đâu. Bye.
chúng con xin được cảm ơn cha Đinh Xuân Ngọc, Chánh sứ giáo sứ Thanh Châu, Đơn giáo sứ Linh Châu đã mang đến cho một buổi hoan ca hôm nay mang đầy nhiều màu sắc